Cô chào tất cả các em học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bộ môn lịch sử và địa lý. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn phần lịch sử. Và trong tiết ôn tập này thì mình sẽ củng cố lại các kiến thức mà mình đã học từ đầu năm học cho tới thời điểm hiện tại. Từ đầu năm học đến giờ thì chúng ta đã được học được những cái nội dung ví dụ như lịch sử là gì này, hoặc là chúng ta đã được học về xã hội nguyên thủy, đã được học về các quốc gia cổ đại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại những kiến thức đó nhé. Câu thứ nhất, loài người là kết quả của quá trình tiến hóa từ A. Người tối cổ, B. Vượn, C. Vượn người và D. Người tinh khôn. Và đáp án của chúng ta là đáp án C. Đó chính là vượt người. Vậy việc phát hiện ra công cụ và đồ trang sức trong các mộ táng đã chứng tỏ điều gì? A. Công cụ lao động và đồ trang sức làm ra ngày càng nhiều. B. Quan niệm về đời sống tín ngưỡng xuất hiện. C. Đã có sự phân chia tài sản giữa các thành viên trong gia đình. Và D. Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy đã có sự phát triển. Đáp án D là đáp án chính xác. Như vậy, việc phát hiện ra công cụ và đồ trang sức trong các mộ táng đã chứng tỏ đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy đã có sự phát triển. Để mô tả cuộc sống của mình, người nguyên thủy đã A. Ghi chép lại trong các cuốn sử, B. Vẽ trên vách hang động, C. Vẽ lên mặt trống đồng, D. Kể lại cho con cháu nghe. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B. Để mô tả cuộc sống của mình thì người nguyên thủy đã vẽ trên các vách hang động để mô tả đời sống của họ. Loại chữ viết đầu tiên của loài người là A. Chữ tượng hình, B. Chữ tượng ý, C. Chữ giáp cốt và D là chữ triện. Và đáp án của chúng ta đó là đáp án A. Chữ tượng hình. Hai cặp cổ đại được hình thành ở lưu vực A. Sông Nin, B. Sông Hằng, C. Sông Ấn và D là sông Dương Tử. Đáp án của chúng ta là đáp án A. Ai Cập được hình thành ở lưu vực sông Nin. Vậy đứng đầu giai cấp thống trị ở Ai Cập cổ đại là A. Vua chuyên chế hay còn gọi là Pharaoh, B. Đông đảo quý tộc quan lại, C. Chủ ruộng đất và D là tầng lớp tăng lữ. Đáp án của chúng ta đó là đáp án A. Vua chuyên chế Pharaoh. Sao nhà nước Ai Cập cổ đại sớm hình thành và phát triển ở lưu vực sông Nin? A. Do có điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống và sản xuất. B. Cư dân ở đây sớm phát minh ra công cụ bằng kim loại. C. Đây vốn là địa bàn cư trú của người nguyên thủy. D. Do có điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động buôn bán. Đáp án của chúng ta đó là đáp án A. Do có điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống và sản xuất. Kiến trúc nổi tiếng ở Ai Cập là A. Vườn treo Babylon, B. Kim tự tháp, C. Vạn lý trường thành và D là đấu trường Colise. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B. Công trình nổi tiếng ở Ai Cập đó chính là Kim tự tháp. Quốc gia cổ đại Lưỡng Hà hình thành trên lưu vực những con sông nào? A. Sông Ấn, sông Hằng, B. Sông Hoàng Hà, C. Sông Euphrates và sông Tigris, D. Sông Nin. Đáp án của chúng ta đó là đáp án C. Sông Euphrates và sông Tigris. Vườn treo Babylon thuộc công trình kiến trúc của quốc gia cổ đại nào? A. Ấn Độ, B. Lưỡng Hà, C. Hy Lạp, D. Ai Cập. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B. Lưỡng Hà. Dựa vào đâu để viết và dựng lại lịch sử? A. Tư liệu hiện vật, B. Tư liệu lịch sử, C. Tư liệu chữ viết và tư liệu truyền miệng, D. Tư liệu chữ viết, tư liệu hiện vật, tư liệu truyền miệng. Đáp án của chúng ta đó là đáp án D. Tư liệu chữ viết, tư liệu hiện vật và tư liệu truyền miệng. Công nói các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau dựng lên nước là của ai? A. Hồ Chí Minh, B. Tôn Đức Thắng, C. Phạm Văn Đồng và D. Võ Nguyên Giáp. Đáp án của chúng ta đó là đáp án A.
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên trái đất được diễn ra như thế nào? A. Vượn người, người tối cổ, người tinh khôn. B. Vượn người, người tinh khôn, người tối cổ. C. Người tinh khôn, người tối cổ, vượn người. D. Vượn người, người tinh khôn, người hiện đại. Đáp án của chúng ta đó là đáp án A. Vượn người, người tối cổ, người tinh khôn. Ai Cập là quà tặng của sông Nin là câu nói của ai? Đó chính là đáp án C, là câu nói của Herodot. Trình bày đời sống vật chất của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam. Về đời sống của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam thì chúng ta sẽ trình bày theo hai ý sau đây. Ý thứ nhất, họ sống chủ yếu trong các hang động, mái đá hoặc các túp lều lợp bằng cỏ khô hay lá cây. Nguồn thức ăn chủ yếu của họ hàng ngày rất phong phú, bao gồm cả những sản phẩm của săn bắt, hái lượm và tự trồng trọt, chăn nuôi. Phần dặn dò, các bạn sẽ ôn tập thật kỹ kiến thức trong cái bài ôn tập hôm nay mà cô đã hướng dẫn các bạn. Sau đó, ở tiết sau thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra một tiết vào tuần tới. Các bạn sẽ lên lớp học kết nối để nghe lại cái lời giảng của thầy cô, đặc biệt là nghe kỹ cái phần ôn tập ha. Các bạn tải nội dung bài ở trên phần ôn tập xuống rồi các bạn làm ra tập cho cô. Tiết học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những tiết học tiếp theo.